Rồi mình thả 15 con ra cho nó bú luôn các bạn ơi. Nó ở trong nó la quá trời la. Mình thả ra cho nó bú đi. Con nào giành được thì giành, còn con nào mà giành không được thì một chút mình sẽ để lại. Mình quay cho các bạn xem, hôm nay là ngày đầu tiên của bầy 15 con của mình nè các bạn. Đó, 15 con nó đang bú nha. Thì mình sẽ hướng dẫn chăm sóc cái đàn heo này từ lúc sanh ra đến 10 ngày tuổi, cho heo nó khỏe mạnh, nhanh lớn. Trước tiên á là mình quay phân ngày đầu tiên cho các bạn xem nè. Khi mà heo con sanh ra thì có một số con nó tiêu chảy phân nước và phân sệt. Thì ngày đầu tiên thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình, cho uống Amoc để cho heo nó không còn hiện tượng mà tiêu chảy phân sệt với phân nước nữa, để cho cái đường ruột heo con nó cứng cáp lại để nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn pha Amoc để đút cho heo con nha. Hôm nay là ngày đầu tiên của con nái, mà hôm qua nó đẻ được 16 con nè, mà còn được 15 con nè. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đối với những đàn heo mà sinh sản nhiều như thế này á. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc heo con là 7 đến 10 ngày đầu tiên để cho heo con khỏe mạnh, nhanh lớn và biết ăn sớm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ pha Amoc, hướng dẫn các bạn cho heo con uống ngày đầu tiên để cho cái đường ruột heo con nó khỏe mạnh và nó hạn chế cái tiêu chảy nha các bạn. Thường thường là những con heo ngày đầu tiên á sinh ra thì có một số con tiêu chảy, thì uống Amoc sáng chiều thì nó sẽ hết nha. Rồi bây giờ thì mình pha móc hướng dẫn các bạn mới vào nghề để các bạn xử lý cái trường hợp mà heo con mà mới sinh ra mà bị tiêu chảy nha. Đó, với cái đàn này nè. Rồi ở đây các bạn cần chuẩn bị cho mình, thứ nhất là Amoc nè. Thứ hai là từ 30 đến 50 ml nước sạch. Và cái chai này để dùng bóp cho heo con. Cái chai cầu trùng mình tận dụng lại mình bóp cho heo con. Cái Amoc của mình nè các bạn, mình cho các bạn xem cái Amoc nè. Đó, cái Amoc của mình trắng tinh luôn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê này, mình pha cho 30 đến 50 ml nước. Cái Amoc của mình á, để xuống là nó tan luôn nè các bạn. Nó có vị ngọt nhẹ, ngọt lợ nhẹ thôi các bạn, chứ không phải là đắng đâu. Đó, các bạn quậy cho nó tan hết đi. Các bạn thấy mình quậy không? Vài vòng là nó tan hết rồi. Bắt đầu mình đổ vô cái chai này, mình để cho heo con uống nha. Đó, mình đổ vô đây hết Amoc luôn nè. Cái chai này á, mỗi lần bóp là tương đương với 2 c, thì mình cho mỗi con uống 2 c, sáng 2 c, chiều 2 c nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cho heo con uống. Mình mới vừa cho cái đàn heo mình uống Amoc xong nè các bạn. Rồi con heo mẹ nó nằm xuống, nó quay qua nó bú nè. Có một con yếu bên đây á thì chưa biết làm sao nữa các bạn. Còn mấy bên đây á thì nó giành bú nè. Rồi sau khi mà cho uống Amoc xong á thì mình sẽ bấm gân và mình cắt đuôi cái đàn heo này. Mình sẽ dùng cây kìm điện này mình cắt đuôi heo, và cây kìm bén mình sẽ bấm nanh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mới nè, bấm nanh con heo và cắt đuôi heo nha. Đối với con heo này á các bạn, thì ở hàm trên của nó là có 2 cây gân, hàm trên là có 2 cây gân và hàm dưới là có 2 cây gân. Thì các bạn dùng cây kìm này nè, các bạn thọt cái bề cây kìm mà thứ này nè, thì các bạn đừng có thọt bề bằng này lên. Đây, dùng cây kìm thứ này nè các bạn, thì ở đây là cái bề hót nè, thì các bạn đút lên cái hàm trên, các bạn đừng có đưa bề bằng lên, các bạn đút hàm trên, đút sát lên vậy nè, các bạn đút sát lên, các bạn bấm sát nú nó đi, nó ra máu cũng không sao đâu, không có vấn đề gì hết trơn á. Rồi gân á, cái đó là phần bấm gân. Còn bấm đuôi á thì các bạn cắt khoảng 70% hoặc là 6 đến 70% cái đuôi, thì các bạn dùng kìm điện giống như mình vậy nè. Về phần cắt đuôi heo á các bạn, thì mình sử dụng cái kìm điện như vậy nè, thì các bạn bỏ cái đuôi con heo vô ngay trong chỗ cái lỗ này nè. Các bạn đợi cái kìm điện này nóng thiệt là nóng đi. Cây kìm này á thì nó có công tắc ở đây nè, thì các bạn bật tắt công tắc
Thì khi nào mà đợi cây kiềm nóng thiệt là nóng đi, rồi các bạn đút cái đuôi con heo vô ngay chân chỗ cái lỗ này nè, rồi các bạn bóp từ từ xuống thôi. Rồi bắt đầu con heo nó đứt cái đuôi ra là cái sức nóng của cây kiềm á là nó đã làm tái ngay chân chỗ bị cắt rồi, là nó không ra máu được. Thì các bạn nào mà kiếm chưa có cây kiềm này á thì liên hệ với mình sẽ chia lại cho các bạn 219.000 là mình bao ship cho các bạn luôn nha. Cây kiềm như vậy nè, đó nguyên hộp luôn các bạn, có hộp gì nè, shipper giao tới nhà cho các bạn là 219.000 là mình bao ship. Còn các bạn có cần mình tư vấn về vấn đề gì á thì các bạn cứ kết bạn qua Zalo đi, các bạn cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình đi thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi bấm găng cái đàn heo đó và mình cắt đuôi nó nha các bạn. Rồi một tí nữa thì mình làm xong mình quay cho các bạn xem. Đàn này thì mình cũng mới vừa bấm găng và mình cắt đuôi xong nè các bạn. Con lợi nó nằm ngủ hết trơn nè, không con nào ra máu hết, các bạn để ý cái đuôi nó nha, không con nào ra máu hết. Đây nè, đuôi nó nè các bạn, mình cắt xong rồi nè. Cắt bằng kiềm điện là heo không bao giờ ra máu nha. Dù cho heo của các bạn lên 7-8kg, 9-10kg các bạn cắt cũng không ra máu. Các bạn cắt từ từ là được, các bạn đừng có gấp cắt nhanh. Đó, các bạn thấy đàn heo chưa? Rồi cái phần tiếp theo của hôm nay thì mình sẽ tập cho heo con uống sữa. Hôm nay là ngày đầu tiên đối với cái đàn 15 con này các bạn, thì mình cũng tập cho nó uống sữa với ngày đầu tiên luôn nha. Đó, đó cái đàn này nè. Cái đàn này hôm nay là ngày đầu tiên á, thì mình cho uống amox, bấm găng, cắt đuôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ tập cho heo con uống sữa sớm luôn, để cho heo con biết ăn sớm và nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho con heo để con heo nó lớn nhiều nha các bạn. Đối với đàn 15 con này nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới pha sữa da mốc để xuống cho cái đàn heo này để cho nó tập uống. Các bạn lưu ý giúp mình là tùy theo đàn heo của các bạn á, là nó đẻ ít hay là nhiều, sữa mẹ nó cũng ít hay là nhiều nữa, mà heo nó biết ăn, heo nó biết uống sữa sớm hay là trễ nha. Đối với các bạn heo mà đẻ 7-8 con á, thì có thể là 4-5 ngày thì nó mới uống sữa ngoài. Tại vì cái sữa của con heo mẹ nó thì nó đã cung cấp đủ rồi nên nó không có uống sữa ngoài. Đối với những cái đàn heo mà tầm 13-14 con đổ lên á, thì sữa mẹ nó khoảng chừng 3-4 ngày đầu thì nó cung cấp đủ, nhưng mà khoảng chừng 4 ngày đổ lên thì nó cung cấp không đủ đâu, bắt buộc nó phải uống sữa ngoài. Đối với cái đàn heo này nè các bạn, là mình đảm bảo các bạn là ngày thứ hai là nó sẽ uống hết một bịch là bình thường các bạn. Qua ngày thứ ba là bắt đầu là mình bỏ cám tập ăn vô sữa để cho nó ăn, để cho nó con nào mà nó dành bú mà nó bú không được nhiều á thì bắt đầu là nó sẽ tập ăn sớm, nó sẽ biết ăn sớm hơn những con bú kia luôn. Các bạn theo dõi cái kênh bình thường á thì các bạn biết mình tập heo con ăn sớm là sữa cộng amox và cộng cám tập ăn như thế nào rồi đó. Thì trong clip này á, thì mình sẽ hướng dẫn lại để cho các bạn mới xem kênh của mình á, để các bạn hiểu và các bạn áp dụng cái phương pháp này để cho cái đàn heo của các bạn đẻ nhiều á thì nuôi được thành công nha. Tại vì có nhiều anh chị chia sẻ là heo của anh chị đẻ 17-18 con là anh chị giữ lại tầm 13-14 con chị nuôi thôi, còn bao nhiêu là anh chị cho hết. Thì hôm nay thì anh chị cứ áp dụng cái phương pháp của em đi, đảm bảo anh chị là đẻ bao nhiêu nuôi cũng sống hết. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới pha sữa cộng amox để cho tập heo con ăn sớm nha. Đây các bạn cũng chuẩn bị amox giống như hồi nãy của mình nè. Mình cho các bạn xem cái amox nè. Đó các bạn thấy amox của mình không? Amox trắng tinh luôn. Để vô là tan các bạn. Đây các bạn cũng múc một muỗng cà phê amox nha, một muỗng vừa vừa thôi, các bạn để vô. Rồi các bạn đổ sữa vô, sữa này là sữa tươi của em bé có đường nha các bạn. Có đường á thì sẽ kích thích con heo nó uống nhiều hơn, còn không có đường á thì nó lạc lạc, nó không kích thích bằng đâu các bạn. Tại vì cái amox này á là nó hỗ trợ dằn lại cái tiêu chảy rồi, các bạn cứ yên tâm đi, các bạn cứ cho uống bình thường đi. Đó ngày đầu tiên nè. Mình lắc là amox nó tan hết rồi nè. Amox của mình á là ngọt ngọt lợ lợ nha, không phải là amox đắng đâu các bạn. Heo con nó rất là thích bình thường nha. Bây giờ mình để xuống tập cho cái đàn heo của mình nó uống sữa với amox nè. Khi nào một ngày nó uống được 2 bịch sữa đổ lên á thì mình sẽ để vô nửa nắm cám tập ăn.
mình để sữa xuống cho nó rồi nè các bạn. Khi nào mà một ngày mà nó uống tầm 2 bịch sữa đổ lên á thì mình sẽ để vô một, mình sẽ để vô nửa nấm cám tập ăn. Rồi một nấm cám đó nó ăn sớm ăn nhanh á thì mình tăng lên một nấm. Cứ một bịch sữa thì các bạn cứ để vô một muỗng amox, từ một đến từ nửa nấm đến 2 nấm rưỡi cám tập ăn nha, tùy theo heo lớn nhỏ ăn mạnh hay là yếu. Cái gì mình hướng dẫn cho các bạn á, các bạn áp dụng là sẽ thành công. Còn mà các bạn mà chưa chắc chắn nữa thì các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình của mình đi. Các bạn cứ nhắn tin gọi điện cho mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Rồi bây giờ ngày thứ nhất nha các bạn, đến ngày thứ ba thì mình sẽ cập nhật cái đàn heo này thêm. Rồi ngày thứ ba thì sẽ tiêm sắt và cho uống cầu trùng. Rồi mấy cái đàn này nè các bạn, ăn no xong rồi nằm ngủ hết trơn nè. Đó, mấy cái đàn này mới dội chuồng xong giờ đi phân tùm lum hết trơn rồi nè. Rồi hẹn các bạn vào ngày thứ ba tới nha. Heo thịt bên đây thì mình sức cho khách rồi các bạn ơi. Rồi cái bầy heo hôm nay là ngày thứ hai nè. Ngày hôm qua có một con nằm đây mình nói yếu đó, thì hồi hôm là nó hao rồi. Rồi buổi sáng bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi nè, con mẹ nó đè một con nè, đè con bên đây là hiện tại là bầy của mình còn 13 con thôi, nó đè một con rồi. Rồi sữa ngày hôm qua mình để cho một bịch cho nó uống nè, nó uống chắc được khoảng 20% các bạn, cái này là còn 80% nha. Rồi bây giờ là mình bỏ cái này, phân nó cũng dính vô một phần rồi, mình bỏ luôn, mình không có cho mẹ nó uống luôn. Rồi ngày mai ngày thứ ba thì mình sẽ cập nhật cái tình hình thêm cho các bạn xem để các bạn tham khảo quy trình chăm sóc heo con từ lúc đẻ đến 7 ngày tuổi nha. Heo mình hôm nay ngày thứ ba nè các bạn. Lúc sáng mình đổ cho nó một bịch sữa, một muỗng amox. Bây giờ nó chỉ uống còn khoảng chừng 20% thôi các bạn. Chỉ chán đít thôi các bạn ơi. Nó quay quanh nó bú nè. Con mẹ này thì nó rất là nhiều sữa luôn nha. Con nào nấy là cái bụng nó cũng tròn to hết trơn á. Hôm nay là ngày thứ ba các bạn. Buổi trưa ngày thứ ba nè. Hôm nay là con nái này sinh con được 3 ngày tuổi rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ cho uống cầu trùng và mình tiêm sắt. Tiêm sắt với uống cầu trùng là lúc 3 ngày tuổi. Là 7 ngày tuổi là mình lặp lại lần 2 để cho heo mình nó cung cấp là đầy đủ sắt và cho uống cầu trùng để phòng ngừa cầu trùng nha các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn nhớ là cho heo con uống lúc 3 ngày tuổi và 7 ngày tuổi để mình phòng ngừa cầu trùng. Để không thôi là nó lên khoảng chừng mười mấy ngày đổ lên là heo của các bạn nó bị cầu trùng là phân vàng ngã trắng. Các bạn lưu ý vấn đề này nha, các bạn làm theo như mình đi. Heo các bạn lên mười mấy hai mấy ngày không bao giờ bị hiện tượng đó. Có một số anh chị là không có nhỏ cầu trùng á, là lên khoảng chừng 15 ngày là bắt đầu là bị cả đàn luôn các bạn. Là anh chị kêu thú y vô chích rất nhiều tiền nhưng mà không hết nha. Rồi gọi cho mình thì mình nói là cho uống cầu trùng thì khoảng chừng 3 ngày là bắt đầu là nó cầm lại, là từ từ là nó hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiêm sắt và cho uống cầu trùng cái đàn heo con của mình nha. Thank you.
Mình vừa tiêm sắt với nhỏ cầu trùng cho heo con của mình uống xong nè các bạn. Tiêm xong rồi giờ nó nằm muốn ngủ hết rồi nè. Đó, mình làm dấu trên lưng nha các bạn. Các bạn không làm dấu là dễ bị lộn lắm. Hôm nay là ngày thứ ba nha, rồi bắt đầu là ngày thứ bảy thì mình sẽ lặp lại lần hai. Ngày thứ ba thì mình hướng dẫn các bạn là tiêm sắt và cho uống cầu trùng. Heo đó thì tập cho nó uống sữa. Hôm nay là nó uống được một bịch sữa rồi. Con mẹ nó thì nhiều sữa các bạn. Các bạn thấy cái bẹ sữa của nó đội lên không? Nó con mẹ nó rất là nhiều sữa. Nên cái đàn này nó 13 con. Nhưng mà nó uống sữa ngoài thì ít. Nếu mà mẹ nó ít sữa là một ngày á, là nó uống được 2-3 bịch sữa luôn á. Rồi tiếp tục những ngày tiếp theo á, tập cho nó uống sữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn thêm nha. Tùy theo đàn heo của các bạn nhiều hay ít, và sữa mẹ nó ít hay nhiều, mà heo con nó biết uống sữa sớm hay là trễ nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình vấn đề này nha. Đối với đàn của các bạn á, tầm 14-15 con đổ lên á, là ngày thứ hai, ngày thứ ba là heo nó uống ngày 2-3 bịch, 3-4 bịch là bình thường nha các bạn. Tại vì sữa mẹ nó cung cấp không có đủ cho heo con đâu. Rồi các bạn làm theo cái cách của mình á, là heo đẻ bao nhiêu các bạn nuôi cũng được hết, không cần bán, không cần cho ai hết trơn á. Vẫn nuôi sống đầy đủ bình thường, heo khỏe mạnh bình thường nha các bạn. 14 vú nuôi 16, 17, 20 con cũng vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Rồi những ngày tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nha. Tiếp theo là mình cập nhật cho các bạn xem là đàn heo con của mình hôm nay là ngày thứ bảy nè các bạn. Sữa mẹ của nó rất là nhiều luôn. Ngày thứ bảy ngày thứ bảy rồi mà các bạn nhìn cái bẹ sữa của nhiều con heo mẹ kìa. Quá trời cái bẹ sữa luôn. Là con nào con nấy là cái bụng kìa. Một ngày nó uống gần một bịch sữa thôi các bạn, chứ nó uống không được 2 bịch sữa nữa. Khi nào nó uống được 2 bịch sữa thì mình mới để cám tập ăn vô cho nó. Cái này là con mẹ nó mát sữa, sữa rất là nhiều luôn. Đó, con nào con nấy cái bụng đó nè. Hôm nay là ngày thứ bảy nha. Thì mình có một con đó nó bị cầu trùng nữa kìa các bạn. Hôm nay thì mình nó bị cầu trùng sớm á. Hôm nay thì mình sẽ nhỏ cầu trùng lần hai với mình tiêm sắt cho cái đàn này nha. Mình vừa quay quá trình sơ lược chăm sóc heo con cho các bạn xem á, thì bây giờ đến phần vaccine nha. Vaccine á thì có nhiều cách làm, nó cũng là bao nhiêu loại vaccine đó thôi các bạn, nhưng mà có nhiều cái quy trình, có nhiều cách làm, có nhiều ngày tuổi làm khác nhau. Ở đây á, là mình đưa cái quy trình cơ bản để cho các bạn làm sớm. Đối với mình đó các bạn thì heo 28 ngày đổ lên á, thì mình mới làm vaccine. Còn ở đây á, thì mình đưa cái quy trình tiêu chuẩn cho các bạn làm vaccine sớm nha. Đối với heo con á, thì ngày đầu tiên thì chúng ta cho uống amoxicillin bột là mỗi lần là 2C, ngày uống 2 lần chỉ ngày đầu tiên phòng ngừa nha. Rồi bắt đầu ngày thứ ba thì chúng ta cho uống cầu trùng và tiêm sắt. Ngày thứ bảy hoặc là ngày thứ 10 thì chúng ta cho uống cầu trùng và tiêm sắt lần hai. Nếu mà chúng ta làm vaccine sớm á, thì 7 ngày chúng ta làm xỉn, 14 ngày chúng ta làm tai xanh, 21 ngày chúng ta làm E. coli. Có một số loại E. coli là có thể là từ 2 đến 5 ngày là làm được nha các bạn. 28 ngày á, thì chúng ta làm Seiko, 35 ngày á, thì có thể là chúng ta làm 3 bệnh hoặc là dịch tả đơn, 45 ngày thì chúng ta làm lở mồm lông móng, 60 ngày á, thì chúng ta làm phổi dính sườn. Mình xin lưu ý với các bạn á, nếu mà các bạn nuôi nhỏ lẻ 1-2 nái 10 đến 20 thịt, các bạn có điều kiện á, thì các bạn làm đầy đủ tất cả các loại vaccine. Còn mà các bạn không có điều kiện á, thì các bạn nên làm là tai xanh và dịch tả. Hai cái vaccine này là bắt buộc là phải làm nha các bạn. Tại vì đây là từ trong con heo nó bộc phát ra, chứ không cần nhất thiết mà phải lây từ bên ngoài đâu. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Đây là cái quy trình vaccine, đây là cái quy trình chăm sóc heo con tiêu chuẩn mình đưa ra để cho các bạn nắm, để các bạn tham khảo nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn. Rồi mình xin chúc tất cả các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Các bạn cần hỗ trợ tư vấn cái gì á, thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo, hoặc là các bạn cứ gọi điện hoặc là kết bạn qua Zalo với mình đi. Mình biết mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Bà chủ ơi. Đây, bà chủ ơi.